chào các bạn. Chuyên mục top 5 chiếc tủ lạnh bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh năm 2018 lần này sẽ dành thời gian cho thương hiệu Samsung, một hãng điện tử không còn xa lạ gì ở thị trường điện máy tại Việt Nam. Và ngay sau đây, hãy cùng theo dõi các bạn nhé. Tuy chạy dài ở nhiều phân khúc, nhiều tầm giá khác nhau, nhưng những mẫu tủ lạnh của Samsung luôn được đảm bảo về mẫu mã đẹp và chất lượng cao. Cùng với đó là những tính năng hiện đại như là công nghệ Digital Inverter tiết kiệm điện, làm lạnh đa chiều thực phẩm nhanh và đều, đảm bảo cho thực phẩm tươi ngon. Công nghệ khử mùi bằng than hoạt tính, tạo không khí trong lành, hạn chế lẫn mùi thực phẩm. Ngăn chứa rau củ thiết kế kín, giúp giữ ẩm tốt cho rau củ quả. Đầu tiên là chiếc tủ lạnh Samsung Inverter 299L RT29K5012S8SV. Và sản phẩm này giữ vị trí thứ 5 của danh sách tủ lạnh Samsung bán chạy nhất Điện Máy Xanh năm 2018. Với dung tích 319L, tủ lạnh Samsung Inverter RT32K5930DXSV dừng chân ở vị trí thứ 4. Vươn lên giành vị trí thứ 3 của danh sách tủ lạnh Samsung bán chạy nhất là chiếc tủ lạnh 208L Samsung Inverter RT20HR8DDXSV. Samsung Inverter RT19M300BGS-SV 208L là mẫu tủ lạnh bán chạy thứ 2. Sau tất cả, dẫn đầu top 5 tủ lạnh Samsung bán chạy nhất Điện Máy Xanh năm 2018 là sản phẩm Samsung Inverter RT22M4032DX-SV 236L. Hãy cùng theo dõi bảng so sánh chi tiết 5 chiếc tủ lạnh Samsung này nha! Vừa rồi là top 5 tủ lạnh Samsung bán chạy nhất Điện Máy Xanh năm 2018. Tất cả những sản phẩm này đều được bảo hành chính hãng 2 năm, một đổi một trong vòng 1 tháng nếu lỗi nhà sản xuất và đặc biệt là có chế độ mua trả góp. Hãy liên hệ ngay đến số 1800 1061 hoặc truy cập điệnmaysanh.com để đặt hàng và được giao hàng tận nơi miễn phí nha! Chúc các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại!